mà người dân Mỹ này bị Mỹ bao nhiêu năm nay họ quen này, họ giống như một cái đàn cừu. Bây giờ nói từ cái chính tranh Việt Nam này. Nhưng mà nãy Trung nói về cái vụ Trân Châu Cảng á, là em nói như thế nào, nói lại em nghe đây. Cái vụ Trân Châu Cảng anh, người ta cũng đưa ra một cái giống như kiểu mà người ta suy luận ra anh. Người ta suy luận người ta suy luận ra là trước cái sự kiện đó thực ra là tình báo Mỹ và các cơ quan khác của Mỹ người ta đã nắm được là Nhật Bản người ta sẽ tấn công Trân Châu Cảng rồi. Thế nhưng hồi đó Mỹ thì đang trung lập mà anh. Mỹ hồi đó chỉ ở giữa bán vũ khí không mà. Chỉ có theo ấy thôi, chỉ có dạng như kiểu là tài trợ theo được gọi là phe đồng minh ấy. Thì để chống phát xít nhưng mà trên tinh thần là buôn bán vũ khí các thứ là chính. À, thế nhưng mà để mà có một khi mà nắm bắt được là chiến tranh thế giới thứ hai chuẩn bị kết thúc và Liên Xô chuẩn bị là để dẹp tan được phát xít Đức rồi, giải phóng châu Âu rồi, thì Mỹ cũng không thể yếu thế được. Thì phải có một cái sự kiện nào đó, phải có một cái sự kiện nó là một cái nguyên nhân đó. Giống như cái vụ 11 tháng 9 này, rồi cái vụ mà cái lọ muối này, đúng không? Chúng ta thấy là nó phải có một cái lý do để cho người Mỹ gọi là đóng vai anh hùng đó, đóng vai anh hùng để giải cứu thế giới. Chung quy nó cũng giống trong phim đó. Em thấy nó cũng giống trong phim đó. Hay là cái sự kiện Bắc Bộ cũng vậy anh, người ta phải có một cái lý do nào đó để người ta hợp pháp hóa khi người ta muốn can thiệp quân sự vào một nước. Thì cái sự kiện Trân Châu Cảng cũng vậy, có nghĩa là khi người ta đưa ra một cái suy luận đó là lúc đó là tình báo Mỹ các thứ là người ta đã biết hết cái cuộc chiến đó rồi, chắc chắn Nhật Bản sẽ tấn công Trân Châu Cảng, nhưng người ta cứ để cho Nhật Bản tấn công. Sau đó là người ta lấy danh nghĩa là Nhật đã tấn công Trân Châu Cảng thì Mỹ bây giờ là phải phản công, phải tiêu diệt thế này thế nọ để trả thù cho binh sĩ của mình, vân vân và vân vân hết. Thì lúc đó là cái dư luận người dân Mỹ đó, người ta rất là ủng hộ. Thế là người Mỹ kéo quân ra làm hai quả bom nguyên tử là thử nghiệm luôn. Thế là người dân Nhật chịu hết. Thế sau sự kiện đó xong thế là Nhật đến ngày hôm nay thì anh biết rồi, đúng không ạ? Từ hiến pháp cho đến là của Nhật các thứ, bây giờ căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản vân vân hết thì nó vẫn duy trì đến ngày hôm nay. Thì bây giờ nó, em nghiệm hay em thấy hợp lý đấy. Nó có nhiều cái sự kiện nó chắp nối lại là em thấy rất là hợp lý. Thì em trở lại cái câu chuyện mà cái vụ cháy ở Hawaii này một chút nữa. Đó là dĩ nhiên là trên tinh thần là anh em mình trao đổi, đó là chỉ là suy nghĩ cá nhân của anh em mình, suy luận qua các cái thông tin mà chúng ta nắm bắt được qua nhiều chiều thôi. Có nghĩa là em cũng đọc báo rồi, em cũng nghe nhiều cái clip đó để em tự có cái suy nghĩ của em để em xem cái sự kiện đó như thế nào. Dĩ nhiên để mà khẳng định thì em không dám khẳng định, em nói ngay từ đầu là em không dám khẳng định, bởi vì phải chờ cơ quan của Mỹ người ta kết luận là cái này là do hỏa hoạn tự nhiên hay là do nhân tạo. Mà nếu là do nhân tạo thì do ai làm? Đó, rồi là nguyên nhân tại sao thì cái còi báo cháy gì đó nó không hoạt động, rồi không sơ tán người dân vân vân và vân vân hết. Thì em không có dám đưa ra bất kỳ một cái bình luận nào để khẳng định 100%. Thế nhưng ít nhiều gì đó thì qua các cái suy luận của mọi người thì chắc là em cũng có một suy nghĩ riêng của mình. Thì đối với một xã hội như của Mỹ thì em không dám khẳng định. Và lúc nãy em có nói rồi, thực ra là lúc nãy có lẽ anh cũng có hiểu lầm em một chút về cái trao đổi đó là em biết là em vẫn khẳng định nhé, nước Mỹ vẫn hiện nay vẫn có thể nói là đứng đầu thế giới. Đó, xã hội Mỹ, mọi thứ của Mỹ đều phát triển hơn Việt Nam rất là nhiều năm. Cơ sở hạ tầng, kiến trúc tầng tầng vân vân và vân vân hết, người ta đều cao hơn. Rõ cái đó là rõ ràng rồi, mình không phải bàn cãi. Nhưng em muốn nói ở đây đó là cái xã hội nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ có tồn tại những cái vấn đề của nó. Có nghĩa là nó còn những cái khiếm khuyết. Ví dụ như tình trạng vô gia cư ở Mỹ hay là những cái vấn đề xả súng ở Mỹ chẳng hạn. Thì đó là nó xuất phát từ yếu tố của người Mỹ từ xưa đến nay rồi. Đấy, thì ở Việt Nam cũng vậy thôi. Thế nhưng mà qua anh trao đổi em mới thấy được là đúng là có nhiều người khi người ta tiếp cận nguồn thông tin, có nghĩa là người ta không cần kiểm chứng là đúng hay sai. Người ta chỉ cần biết là người Mỹ nói chắc chắn là đúng, cơ quan truyền thông Mỹ nói chắc chắn là đúng. Thế người ta khẳng định rất nhiều vấn đề, từ việc giữa Nga, Ukraine hay là các vấn đề khác cũng vậy, cho đến cái vấn đề ở Việt Nam chúng ta hiện nay cũng thế. Thì như anh cũng nói là một số thành phần nó ra rả, nó lên hàng ngày, nó lên live stream, rồi nó lên clip, nó nói về các vấn đề ở Việt Nam á, nó mang tính rất là mỉa mai, nó châm chọc và nó đổ lỗi. Thế nhưng mà ở nước Mỹ thì có thể là cũng như anh nói đó, một trong những nguyên nhân có thể nó cũng chả biết mẹ gì về tình hình nước Mỹ. Và trước đây cũng có thành phần nó vô like anh cư xá Duy Tân nó khẳng định là cái vấn đề của nước Mỹ đó là nó ở Mỹ nhưng nó không quan tâm chuyện nước Mỹ, giống như y như kiểu anh nói ấy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa hình như là về thông tin ấy, là nó tin rồi. Thế nhưng cái góc độ thứ hai ở đây nó là gì? Đó là khi một sự kiện diễn ra thì nó không cần biết đúng sai như thế nào, và nó chỉ cần biết nguồn thông tin thôi. Có nghĩa là ví dụ như ở Việt Nam có một sự kiện xảy ra chẳng hạn, khi báo chí đưa lên, mà báo chí đưa lên có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta công khai cho toàn thế giới biết. Bởi vì từ cái nguồn báo chí của Việt Nam, nó có thể đưa lên mạng này, mọi người ta đưa lên Facebook này, hoặc là YouTube, hoặc Twitter, vân vân hết, thì nó sẽ lan tỏa đi rất nhiều nơi. Thì em có thể nói là trên toàn thế giới người ta đều biết cái sự việc đó diễn ra ở Việt Nam. Quan trọng người ta có quan tâm và có xem hay không hay thôi. Thế nhưng mà bọn nó lợi dụng vào đó, khi nó nắm bắt được từ nguồn thông tin của nhà nước thì bắt đầu nó quay ra nó suy tả. Ở đầu nó kêu là cái thằng này là con cháu ông này, rồi là ai đứng sau ông kia, rồi vân vân hết đây. Rồi thậm chí nó còn bố trí lãnh đạo trong Việt Nam luôn mà, nó bố trí ghế ngồi luôn. Thì em thấy cũng rất là buồn cười, nó sống ở Mỹ mọi vấn đề Việt Nam nó rất là rành nha. Và nó có thể nói nó giống như kiểu là nó đang nằm ở gầm giường của nhà lãnh đạo nó ở Việt Nam á. Thế em hay nói vui là thực ra thì em cũng thông cảm cho thôi, cái miếng cơm manh áo mà anh. Bây giờ mà lên YouTube mà nói một cách nó, khi mà có thông tin rồi đó, anh ngồi anh phân tích ra thì nó sẽ không mang tính thu hút người xem, bởi vì là người ta đã đọc báo rồi, người ta biết rồi. Thế thì bắt buộc nó phải lồng ghép một vài cái thông tin nào đó để nó vừa đả phá được nhà nước mà nó vừa thu hút được người xem, cũng là cách kiếm tiền của nó. Giống như kiểu mới đây ở Việt Nam chúng ta có cái thông tư quy định mới, em nhớ không nhờ mình như thông tư 24 gì đó. Em cũng chưa rành hết cái thông tư này, và em cũng có một chiếc xe nhưng em cũng chưa sang tên đổi chủ luôn. Nhưng mà sẽ quay về với cái số định danh của chủ trước đó. Thì chủ trước xe là của vợ em đang chạy cái xe của vợ em mà. Thế thì em không quan tâm lắm cái này. Thế nhưng mà một số thành phần đó, nó lên nó phân tích theo cái chiều hướng nó bảo là bóp nghẹt người dân rồi thế này thế nọ tùm lum anh. Thế nhưng mà nó không hiểu được là ví dụ các nước như Thái Lan hay một số nước châu Âu, đặc biệt các số nước lớn ở châu Âu á, thì người ta áp dụng cái này rất là lâu rồi. Có nghĩa là khi anh sở hữu một cái xe thì có nghĩa là một người anh có thể sở hữu nhiều xe và nhiều biển số ngay từ đầu anh đăng ký. Nhưng mà khi anh bán cái xe đó đi đó thì anh phải giữ lại cái biển số về cơ quan quản lý nhà nước, ví dụ như bên giao thông chẳng hạn, hay bên Bộ Giao thông Vận tải hay cái gì đó, hay bên công an chẳng hạn, người ta sẽ quản lý cái biển số xe đó trong kho cho anh. Khi anh mua cái xe khác đó, người ta sẽ cấp lại cái biển số xe đó, có nghĩa là số biển số theo người đó. Thì các nước, em thấy nhiều nước người ta làm cái này rồi, và nó làm từ lâu rồi cơ, chứ không phải bây giờ mới làm. Thế nhưng khi bây giờ Việt Nam áp dụng đấy, để có thể quản lý tốt hơn về vấn đề ví dụ như anh ra đường hay vi phạm giao thông này, thì nó sẽ không ảnh hưởng đến người chủ trước, ví dụ xe mua bán qua nhiều đời ví dụ vậy. Rồi là vấn đề là có thể là nảy sinh trộm cắp xe chẳng hạn, thì người ta quá trình đó người ta truy tìm nó sẽ dễ hơn rất là nhiều, nó có nhiều lợi ích trong đó, dễ quản lý hơn. Thế nhưng bọn nó lên, bọn nó xuyên tạc, bọn nó cho rằng là bóp nghẹt người dân rồi thế này thế nọ, rồi mất đi tự do rồi tùm lum hết này. Nó nhiều cái em thấy đó là buồn cười. Nhưng mà thực ra em hiểu là một số người đó, người ta nhẹ dạ cả tin thì em không nói, có thể người ta nghe cái thông tin không hết thì người ta cho rằng là lầm tưởng cái thông tin đó là đúng. Thế nhưng có nhiều thành phần đó, là nó dạng như kiểu nó bất mãn này, nó cơ hội gọi là giống như lúc nãy anh nói cái chủ nghĩa cá nhân đó, nó tìm mọi cách nó nói lái đi, nó làm cho dư luận người dân đó hoang mang, người ta không có hiểu hết về vấn đề đó. Thế nhưng mà cũng rất may là cái thời gian gần đây đó, là cái việc trên không gian mạng này ấy, cũng có nhiều anh cô chú anh chị rồi cũng có những bạn trẻ người ta rất rành về những cái quy định của nhà nước, thậm chí có những người đang hành nghề luật sư, người ta lên người ta trả lời những cái thắc mắc đó. Thì người dân dĩ nhiên là người ta ít tìm hiểu, mà người ta không có thời, ví dụ người ta mãi đi làm ăn, người ta không có lo, người ta không có đọc các quy định đó, thì thông qua những cái đó thì người ta trả lời thì người dân nắm bắt được. Thì đâu đó em nhận thấy là cái số lượng đó mà người dân mình bây giờ mà tiếp cận với lại cái mạng xã hội này, nó cũng mang tính hai mặt thôi, nhưng ít nhiều nó mang lại cái lợi ích để giúp cho người dân hiểu hơn nhiều về cái chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước và pháp luật của nhà nước. Thì từ đó nó cũng giúp cho cái xã hội mình nó tiến lên nhiều. Anh cứ dán như dân để tránh bị lợi dụng ấy, chứ nhiều người bị lợi dụng, anh biết cho được có mấy trăm đô à, không biết nó đi quyên góp được bao tiền, mà nó quyên góp xong cái là nó cho có mấy trăm đô rồi, xong với 1-2 cái điện thoại, xong rồi nó bảo gì làm lấy. Đấy, nó bảo gì làm đấy, xong bắt đầu cuối cùng là bị xử theo quy định của pháp luật thôi. Cái là nó bỏ luôn, nó bỏ mất tích luôn. Giống như ngày xưa cha Đào Duy Quân, Đào Minh Quân chứ quên, nó lừa cả cái gia đình luôn. Cái là cả gia đình đi theo nó. Đó, em có, thì em thấy là cũng có cái hay. Anh nói không? Dạ em nghe. Bây giờ anh em cứ nói nha. Giờ anh phải xuống, nhưng mà anh sẽ nghe. Anh sẽ nghe, anh phải xuống. Anh, dạ anh ok anh. Anh chào. Dạ, anh chào anh. Okay. Chào anh Duy Tân. Đó thì giống như vừa rồi đó, thì thực ra mà nói thì qua chia sẻ của như anh cư xã Duy Tân và nhiều cô chú anh chị khác đó, thì em mới thấy được là qua cộng thêm nữa là mình tự tìm hiểu, thì em vẫn khẳng định là Việt Nam mình cũng vậy thôi, cũng như các nước. Dĩ nhiên là nếu mà để so sánh mặt bằng chung thì rất khó để so sánh, bởi vì cái nền tảng của Việt Nam mình khi trở đến ngày hôm nay nó khác hoàn toàn so với các nước khác. Đặc biệt là Việt Nam chúng ta là trải qua rất nhiều các cuộc chiến, và mỗi một cuộc chiến như vậy nó để lại cái hậu quả cực kỳ nặng nề. Nó không dễ dàng như một số nước người ta đã có nền tảng từ ngày xưa. Đó là gì? Đó là đi xâm chiếm bóc lột thuộc địa, nó khác. Nó giống như một anh đi cướp ngân hàng về anh lấy tiền xài, nó khác với một anh tự đi làm chứ, nó khác nhiều. Đó thì cái vấn đề ở đây đó là qua các cái sự kiện đó, thì mình thấy được là cái sự quan tâm của chính phủ nó khác nha, nó khác nha, em thấy nó khác đó. Ví dụ như là một cái sự kiện như vậy mà xảy ra ở Việt Nam chẳng hạn, hay là mới đây nhất đi, chúng ta thấy có một sự kiện rất là đau lòng, đó là một cầu thủ, một bác sĩ và trợ lý huấn luyện viên của Hoàng Anh Gia Lai đó không may tử nạn ở trên quốc lộ 14 trên đường từ Đắk Lắk về Gia Lai đó. Thì hôm sau em đọc báo đó là có đại diện là Ủy ban An toàn giao thông, hình như là ông Phó Thủ tướng thì phải, ông Hồng Hà thì phải, với lại lãnh đạo của Cục Cảnh sát Giao thông á, người ta vào tận nơi, người ta vào tận nơi nha, người ta đến cái Ủy ban dân huyện đó, đó nơi xảy ra tai nạn, người ta họp, người ta tìm hiểu nguyên nhân, rồi người ta làm các cái bước cũng như là chia buồn với gia đình. Đó, rất là có như các cái bước đó mình tiến hành gần như các cái vụ việc lớn ở Việt Nam mình đều có cái động thái đó. Hoặc là chúng ta thấy lũ lụt ở miền Trung nha, chúng ta không nói đến vấn đề tiêu cực ở phía sau. Đấy, tiêu cực ở phía sau thì nó xuất phát từ nguyên nhân thôi, nhưng mà chúng ta đang nói với cái tinh thần tập thể, giống như vừa rồi anh Thơ Quang có nói là tinh thần tương thân tương ái đó, thì chúng ta thấy là cái sự chung tay góp sức của đồng bào mình ấy, nó rất là lớn, nó tạo thành một sức mạnh tập thể, sức mạnh cộng đồng, nó gọi là đoàn kết đấy. Thế nhưng mà qua cái sự kiện này ở Mỹ thì em thấy rất là lạ là trên cương vị một tổng thống, có thể nói là một người đứng đầu quốc gia mà ông Joe Biden ông này bảo là miễn bình luận, thì em thấy cũng hơi buồn cười. Dĩ nhiên là có thể là ông chưa kịp chuẩn bị, hoặc là quốc hội đúng không ạ, chưa thể thông qua cái gói viện trợ chẳng hạn. Thế nhưng mà ít nhiều gì đó với người đứng đầu chính phủ nha, em không dám bình luận nha, em không dám chỉ bảo đâu, nhưng mà em nghĩ thôi, ít nhiều gì đó trên cương vị một người đứng đầu đất nước thì cũng phải có những cái chia sẻ làm sao động viên người dân cho nó hợp tình hợp lý, đúng không ạ? Nếu mà việc này nha, ví dụ như cái việc này xảy ra ở Việt Nam đi, mà phóng viên hỏi Thủ tướng Phạm Minh Chính đi nha, em ví dụ thực tế luôn, mà nếu mà Thủ tướng nói một câu là miễn bình luận thì tự hỏi là mấy anh bên kia anh sẽ như thế nào, chắc nó phải lồng lộn đến hết ngày này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác, đúng không ạ? Và khi nào có một cái sự kiện nó sẽ nói ngay, bao quen nó vô nó chu, đúng rồi, nó rất là khủng khiếp luôn. Nó tạo ra một cái, thậm chí là không riêng gì hội đó nha, mà ngay kể cả báo chí trong nước thôi, người ta cũng lên bài, người ta phân tích các chiều hướng rồi tùm lum hết á. Chúng ta có thể thấy một cái sự kiện diễn ra ở Việt Nam, ở Việt Nam chúng ta mà xử lý không khéo á, lãnh đạo xử lý không khéo á, các cấp luôn, là ngay lập tức là các cơ quan thông tấn báo chí người ta nhảy vào, người ta phân tích theo các cái chiều hướng nó mang đến cho cái người đọc á, nó một cái gì đó nó giống kiểu rất là tiêu cực. Nhưng mà cái việc này nó diễn ra ở Mỹ thì nó hết sức bình thường thôi, giống như kiểu cái việc mà mấy anh chung nói thanh niên ấy, chung nói thì anh mới nhớ ra thế này. Thí dụ ông tổng thống Mỹ là ông Biden, đúng không, ông vì lý do nào đó ông không tới Hawaii được thì mình cũng có thể hiểu, nhưng mà cấp dưới đâu, đúng không, phó tổng thống, chủ tịch thượng viện, chủ tịch hạ viện, hoặc là phó chủ tịch thượng viện, phó chủ tịch hạ viện gì đâu, Không biết là tức là Vietrai và anh Duy Tân bên Mỹ nè, thì không biết là có cái vị quan chức nào gọi là cái nó nằm ở vị trí gọi là tương đối một chút đi, là có động thái gọi là xuống thăm hỏi người dân ở Hawaii hay không thì mình không biết nha. Mà rõ ràng là vấn đề là mình thấy nó lạ, nước Mỹ là xứ thiên đường gì đó vân vân các thứ, mà cái chuyện nó lớn như vậy thì lại không thấy. Chung thấy nó ngộ, nó chuyện bình thường anh, em lại không thấy ngộ. Riêng nước Mỹ này em lại thấy rất là bình thường. Em lại nêu một cái ví dụ nữa để anh thấy tại sao em khẳng định là bình thường. Chúng ta nhớ cái vụ mà hai cái thanh niên mà chạy xe xong lạng lách trêu ghẹo cảnh sát giao thông không? Đúng rồi. Sau đó là mấy anh này, bây giờ thì anh không còn là cảnh sát giao thông nữa, bởi vì sau cái vụ việc đó là một số hình như 4 anh nhưng 3 anh là bị cho thôi việc rồi, chúng ta gọi là cho thôi việc rồi đấy, gọi là cho ra khỏi ngành rồi đấy. Thì ngay lập tức khi mà cái video clip được đăng tải lên không gian mạng thì cư dân mạng cũng như là báo chí nhảy vào phân tích theo nhiều chiều hướng, thậm chí có một vài chuyên gia, đúng không ạ, rồi một vài người gọi là cũng có tí gọi là liên quan gì đấy, dạng như kiểu là chuyên gia phân tích này kia đấy, chúng quên là nhiều lắm. Người ta lên người ta phán xét rất là nhiều, và gọi là cái tập đoàn Ba Que nó nhảy vào là chém gió các kiểu luôn, và khẳng định rất nhiều vấn đề, trong đó từ cái việc là nói đến là ngành công an thế này thế nọ, rồi là nhà nước thế này thế kia, rồi vân vân và rồi đấy, cán bộ đảng viên thế này thế nọ vân vân hết. Anh có nhiều lắm mà nghe nó làm cho dư luận nó đẩy lên một cái cao trào, giống như kiểu nó tạo một cái áp lực vô hình đối với cơ quan quản lý đấy, nhà nước, để bắt buộc phải sa thải những cái người này đấy. Thì dĩ nhiên là cái việc các anh làm sai thì các anh phải chịu hậu quả thôi, mình cũng không có bênh. Thế nhưng ngược lại đó, cái việc ở Mỹ đấy thì chúng ta thấy không, ví dụ như vụ George Floyd đâu, nếu như không có cái phong trào mà Black Friday xem thì liệu cái cảnh sát đó có bị xử lý không? Mà trong khi đó các cái video clip ấy, mà cảnh sát Mỹ người ta gọi là bem dân đấy, là bình thường. Việc đó là gì? Người ta thực thi pháp luật, người ta bảo vệ công lý nhá. Chứ còn ở Việt Nam mình thì không được làm như thế. Thì dĩ nhiên em khẳng định ở Việt Nam mình ấy, là không được phép làm như thế, bởi vì nhà nước chúng ta khác, thể chế chúng ta khác, và lực lượng công an nhân dân cũng khác, không thể giống nước Mỹ được. Thế nhưng đây là hai sự kiện nó mang tính tương đồng, và một nơi là nước Mỹ luôn được đưa ra để so sánh với Việt Nam. Thì chúng ta thấy hai cái sự kiện đó, nếu mà diễn ra ở Mỹ thì nó bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật, thế còn ở Việt Nam thì thế nào? Thì lại không được. Thế là ở Việt Nam là được dung túng cái ác hay là thế nào? Hay là được dung túng cái sai phạm mà? Thế mà sao này vừa rồi thấy đâu hình như có hai anh bạn gì đó cũng trốn truy nã từ Mỹ về Việt Nam là bị hốt về rồi. Rất lạ thật đấy. Thế ở đây ít nhiều thì chúng ta nhìn hai sự kiện chúng ta đánh giá thôi, chứ còn về bản chất thì chúng ta không thể đánh giá được, về bản chất không thể so sánh được, nó khác nhau hoàn toàn. Để chúng ta so sánh để chúng ta thấy là cái cùng một sự kiện, một sự việc thôi, chứ còn nếu mà so sánh tổng thể nó rất là khập khiễng, không thể so sánh được. Thế nhưng mà ở đó để em đưa ra thêm một cái ví dụ nữa để em bảo vệ cái quan điểm của em thôi, đó là đối với nước Mỹ chuyện nó hết sức là bình thường, không có gì phải bàn cãi cả. Khi nào tổng thống cần nói và phải nói thì lúc đó tự khắc tao nói, còn mấy mày không cần phải hỏi. Giống như kiểu anh nhớ trước đây mà có một phóng viên phỏng vấn ông Donald Trump không, ông chửi luôn gì đó, đúng không, ông chửi luôn, ông nhục mạ luôn, đồ con lợn, chuyển người khác hoặc là vu cho cộng sản nó vung. Muốn hỏi thì phải phóng viên người Trung Quốc không đó. Hãy nhớ cái sự kiện đó. Thì thực ra đối với người Mỹ thì chuyện này hết sức bình thường. Tại sao vừa rồi anh Duy Tân nói thì thực ra là nó, theo em nghĩ là có thể là các anh không biết thật, nhưng mà có những cái các anh biết đấy, thế nhưng mà chắc là các anh cũng không dám nói, không quan tâm. Anh Duy Tân là không quan tâm chỉ nước Mỹ, người ta không quan tâm chỉ nước Mỹ, mà người ta không quan tâm chuyện nước Mỹ, nhưng mà người ta lại biết là cái kênh CNN đó là cái kênh có danh tiếng nha, ghê không? Lạ đời vậy đó. Thí dụ mà Chung mà đụng chạm mà hay vấn đề gì, có vấn đề gì Chung nói kênh CNN thế này CNN thế nọ là người ta dễ nảy lên liền. Không có đâu. Trời ơi, kênh CNN là cái kênh danh tiếng của tôi rồi nha. Không lẽ là anh nói vậy là không lẽ tự nhiên nó đi, tự nó đi nó hủy hoại danh tiếng của nó hay sao? Ghê chưa? Anh nói này em mới nhớ. Anh nói em mới nhớ, hôm vừa rồi em mới thấy thôi. Có thằng nó lên, nó chia sẻ, nó chụp hình xong nó kêu cái gì đó, cái gì ở một bên là nửa, một bên Canada quản lý, một bên là nước Mỹ quản lý á. Cái thác gì đó. Thác đi nó cái gì nên đi gara gì đó. Nó kêu là nó chụp hình ở giữa xong nó kêu là một bên là Canada quản lý, một bên là nước Mỹ quản lý. Cũng giống như kiểu là thác Bản Dốc ở Việt Nam. Một bên là Việt Nam quản lý, còn một bên là Trung Cộng quản lý. Khả năng là nó không xem cái clip mà của Việt Kiều Mỹ ha, của luật sư Việt Kiều Mỹ về thác Bản Dốc chơi xong rồi quay ha, livestream các kiểu đưa lên YouTube, hình như nó chưa xem rồi phải. Hình như chắc nó chưa xem. Không biết là cái Việt Kiều nào cũng... hình như không biết cái Việt Kiều nào có trọng lượng hơn ta. Khó so sánh ghê đó. Nào cũng là Việt Kiều hả? Ở bên đó khó. Đó em rất là hoang tâm. Bởi vì đều là Việt Kiều cả mà bây giờ không biết Việt Kiều nào nói đúng, Việt Kiều nào nói sai, giờ mình cũng lăn tăn quá đi. Bênh bên nào cũng không được. Đấy, mà trách bên nào cũng không được. Thôi thì chắc là để các anh tự giải quyết với nhau nhỉ. Chứ bây giờ một bên thì bảo là thác Bản Dốc là do hai bên quản lý, một bên thì đến nơi tận nơi, đi bè đi thuyền gì đó xong quay clip xong bảo là thế này thế nọ. Thôi tóm lại là thôi cái chuyện của nước Mỹ để có liên quan yếu tố Mỹ anh ạ. Nên chắc là để cho nước Mỹ giải quyết đi nhỉ. Chứ kiểu này khó quá, anh em mình cũng không phân định được. Mỹ trong là cái gì liên quan tới Mỹ là mặc định là thơm. Nha, mặc định là thơm, mặc định là ngon. Nó thiệt. Cái này mình nói chuyện là có dẫn chứng bằng chứng cụ thể nha Chung, chứ không phải là mình khịa hay là mình ra xỉa xói gì nha. Đối với tụi nó đó là cái gì liên quan tới Mỹ là mặc định là thơm là ngon. Đó giống như có thằng đó, cái thằng gì, thằng nào mà cái gì anh có chia sẻ trên trang đó Chung nhớ không, cái gì danh á, cái gì danh quên tại nó nói mà nó thừa nhận mà cứt Mỹ còn ngon hơn cơm gạo Việt Nam nữa mà, biết rồi, thấy chưa, nó ngay cục cứt Mỹ mà tụi nó còn ngon còn thơm nữa thì thôi thì đâm ra cái gì mà đụng chạm tới Mỹ thì anh em mình bít cửa rồi Chung ơi. Cũng lạ nhỉ. Thế cái món không biết nó nấu thành cái món gì nhỉ? Nghe không lạ. Nó chấm muối ớt quá. Không lẽ chấm muối ớt. Đúng không? Không biết là chiên xù hay nấu cà ri ta. Chấm muối ớt á, hay là nhiều khi thiếu nước, không có nước đúng không? Thì đâm ra thôi cải chấm muối ớt cho nó cay. Cho nó bớt cay. Có lạy hồn với bao que thì cái chứ đó